Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng mình quay lại series các món nấu với món tiếp theo là cháo gà và gỏi gà xé phai nha. Hai món ngon luôn đồng hành khi thưởng thức. Tô cháo gà nóng hổi ăn cùng đĩa gỏi da giòn, thấm vị, tạo cảm giác đối lập vô cùng kích thích vị giác. Cháo gà tuy dễ nấu nhưng cũng cần vài bí quyết nhỏ mà mình sẽ chia sẻ trong video này để cháo nở bung từng hạt nhưng tuyệt đối không bị lên. Gà luộc chín sâu, da không bị nứt, thịt săn chắc và ngọt. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay cho nóng nha các bạn. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần chuẩn bị để chúng ta thực hiện món ăn này. Bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu trong phần mô tả của video nha. Mình có một con gà 2kg nè các bạn. Gà này là gà tơ lông vàng, mình mua ở chợ người Hoa. Tuy không bằng gà Việt Nam nhưng biết cách chế biến thì cũng thơm ngon lắm đó các bạn. Sau đó các bạn dùng muối, chanh mình chà sát bên ngoài da gà và bên trong phần bụng gà, rồi mình rửa lại với nhiều lần nước cho sạch nha. Cắt móng nó ra nè. Rồi lấy cục dầu ở đây ra cho kỹ nha. Phần này rất là hôi đó. Bây giờ mình luộc gà hết các bạn. Cho vào nồi 3 lít nước. Nếu nồi lớn hơn thì các bạn cho 4 lít luôn để một chút nữa mình khỏi phải chăm thêm nha. Mình đun cho nước nóng khoảng 50 độ C là tốt nhất. Nước nóng mà các bạn có thể cho tay vào được đó. Như vậy gà sẽ không bị tanh và không bị nứt da gà ha. Các bạn úp con gà xuống để phần lưng lên trên, để phần đùi và ức nó chìm trong nước cho nhanh chín, vì đó là phần thịt dày nhất. Đồng thời phần lưng nó đỡ tiếp xúc nhiệt sát đáy nồi làm da gà dễ bị rách. Mình cắt đôi khoảng 3 củ hành tím lớn mình cho vào và 3 lát gừng nhỏ. Một ít thôi để gà được thơm hơn nha. Và mình sẽ nêm vào nước luộc gà 1 muỗng canh muối 15g và 20g đường phèn. Mở lửa vừa. Khi thấy gà sôi lên thì mình hớt bọt nha các bạn. Và sau đó giảm lửa dưới mức trung bình một chút và mình sẽ luộc trong vòng 15 đến 20 phút tính từ khi nước sôi, tùy theo gà lớn hay nhỏ nha các bạn. Trong lúc chờ gà chín thì mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Băm nhỏ một ít hành tím để chút nữa mình xào nấm. Củ hành tím lớn này thì mình xắt mỏng ra để chút nữa mình xào gạo. Rồi mình băm nhỏ khoảng 4 tép tỏi. Và thêm vài trái ớt để chút nữa mình cho vô nước trộn gỏi nha. Còn trái ớt này là ớt ngọt, mình sắc sợi để trộn cho món gỏi có thêm màu sắc ha. Các bạn có thể thay thế bằng ớt sừng cũng được. Củ hành tây này là 300g, mình sắc dọc ra, độ dày khoảng 5-6 ly, không mỏng quá để khi mình bóp gỏi đó, hành nó còn giòn nha các bạn. Các bạn có thể bóp gỏi gà với bắp cải tùy thích nha. Mình cho hành vào ngâm trong nước đá nè, để hành giòn và không bị hăng. Mình ngâm khoảng 15 phút rồi mình vớt ra để thật là ráo nước nha các bạn. Hành lá thì mình dùng 3-4 tép như thế này. Cắt khúc phần đầu hành. Phần lá thì mình cắt nhỏ ra để nêm cháo. Nếu có ngò rí thì các bạn dùng thêm nha. Rau răm thì các bạn cắt sơ như vậy không nhuyễn quá nha. Cắt chanh ra luôn. Rồi mình vắt lấy nước cốt chanh. Nấm thì mình khứa dấu cộng ở trên đầu cho đẹp nè. Nấm lớn thì mình cắt ra ha. Các bạn có thể thay thế bằng nấm rơm tươi cũng rất là ngon nha.
Gà đã luộc được hơn 17 phút rồi. Mình dùng đũa xiên thử ở phần thịt dày nhất, thấy thịt không còn ra nước hồng nữa là gà đã chín rồi đó. Tuy nhiên mình sẽ đậy nắp và ủ thêm 15 phút nữa để gà được chín kỹ, không còn đỏ xương bên trong đó các bạn. Trong khi chờ thì mình dùng mỡ gà, Thắng lấy mỡ để xào gạo nè. Các bạn có thể dùng dầu cũng được ha. Mình thắng khoảng được 2 muỗng canh đó các bạn. Và muốn cho gà có màu vàng đẹp á, thì mình dùng ở đây là nửa muỗng cà phê bột nghệ. Cho mỡ nóng vào hòa tan để chút nữa mình quét lên da gà nha. Mỡ còn lại thì mình cho hành bào vào phi lên cho thơm. Phần gạo này thì mình đã vo sạch và để ráo nước rồi nè. Cho gạo vào xào với lửa vừa nha. Các bạn dùng gạo nào cũng được. Tuy nhiên gạo nó có độ dẻo nấu cháo sẽ ngon hơn nha. Mình dùng ở đây là gạo Nàng Hương hiệu Ba Cô Gái để nấu cháo. Các bạn xào lên, trộn đều lên. Khi thấy gạo nó săn lại và có màu đục giống như là hạt nếp á, thì mình tắt bếp. Thời gian xào khoảng 6 phút đó các bạn. Bước này sẽ giúp gạo thơm hơn và khi nấu hạt gạo nở bung nhưng không quá nhừ nát, đổ nhựa, làm cháo bị lền và mất ngon đó các bạn. Giờ thì mình vớt gà ra nè và cho ngay vào thau nước lạnh để da gà được săn giòn hơn. Và vớt bỏ hành tím và gừng ra luôn. Tiếp theo thì mình chăm thêm nước súp gà vào để nấu. Nếu không có nước súp gà, các bạn cho nước lọc vẫn ngon nha. Nếu gà nhỏ hơn thì các bạn có thể không cần thêm nước. Các bạn chăm thêm vào sao cho đủ 4 lít nước. Và mình cho gạo đã xào vào trong nước luộc gà để nấu cháo. Mở lửa vừa dưới mức trung bình một chút và mình ninh cho gạo nở ha các bạn. Mình dùng lại chảo này cho nấm vào xào luôn nha. Cho vào một chút dầu khoảng nửa muỗng canh. Cho hành tím vào phi lên cho thơm. Và cho nấm vào xào lên. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Và cho vào 3 muỗng canh nước cho gia vị tan rồi mình tắt bếp. Mình pha nước trộn gỏi gồm có 60g đường, 30g nước mắm. Mở lửa thật nhỏ cho nóng lên, cho đường dễ tan. Không cần sôi nha các bạn. Chờ nguội một chút rồi mình cho 30g nước cốt chanh. Có thể thay thế bằng nước cốt tắc hoặc giấm cũng được. Mình hòa tan. Nước nó hơi sánh như vậy nè các bạn. Rồi mình cho tỏi và ớt vào luôn. Nước trộn gỏi nó có vị chua ngọt hài hòa và vị mặn nhẹ là được nha. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị vùng miền các bạn nhé. Gà đã vớt ra để ráo. Muốn cho gà có màu vàng đẹp thì mình lấy dầu nghệ lúc nãy. Mình dùng cọ phết đều lên da gà, giúp da gà bóng và không bị khô. Nếu không thích thì các bạn có thể bỏ qua bước này ha. Rồi mình xé gà ra để làm gỏi nè. Cắt lấy phần đùi gà để riêng. Còn lại thì mình xé miếng vừa ăn. Xương gà này các bạn nhớ là cho lại vào nồi cháo để mình lấy nước ngọt nha. Mình trộn gỏi luôn nè. Cho hành tây vào thau lớn để dễ trộn. Cho vào 2 muỗng canh rưỡi nước trộn gỏi. Trộn đều và mình để 5 phút cho thấm. Tiếp theo thì mình cho thịt gà vào. Chan lên gà 3 muỗng canh nước trộn gỏi. Trộn đều lên một lần nữa. Nước trộn gỏi còn lại các bạn dùng làm nước chấm ha. Cho ớt cắt sợi và rau răm vào. Vậy là món gỏi đã xong rồi đó các bạn. Khi nào ăn thì các bạn mới cho hành phi vào nha. Sau thời gian nấu 30 phút tính từ khi cháo sôi, thấy hạt cháo nở như vậy là được rồi. Vớt xương gà ra. Cho nấm đã xào vào. Và mình nêm cháo lại cho vừa ăn nè. Mình sẽ nêm vào 1 muỗng canh bột nêm gà.
1/3 muỗng canh muối và nửa muỗng canh đường, 1/3 muỗng canh bột ngọt cho đều vị. Bạn nào không dùng thì mình không cho vào nha. Trộn đều lên cho gia vị tan, rồi mình thử lại. Vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Như vậy là cháo đã nấu xong rồi đó các bạn. Với lượng gạo và nước để nấu cháo như vậy là được rồi đó. Khi cháo nguội bớt sẽ đặt lại một chút nữa là vừa nha các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể cho gạo thêm nếu thích ăn cháo đặc. Theo mình cháo phải hơi lông lỏng mới ngon. Hạt cháo phải nở vừa, không quá nhừ, như vậy ăn sẽ không bị ngán nha các bạn. Cho gốc hành lá nè và tiêu, rồi mình tắt bếp. Khi nào ăn mình mới cho hành lá vào để hành xanh và thơm hơn nha. Múc cháo nóng ra tô nè. Cho hành vào. Rắc tiêu cho thơm nè. Cháo được ăn kèm với gỏi gà chua ngọt hoặc là xé phai bóp rau răm, muối tiêu cũng rất là ngon. Cháo ngọt rất vừa ăn, hạt gạo nở bung nhưng không quá nhừ, béo nhẹ và thơm nữa nhờ mình đã làm bước xào gạo đó các bạn. Nấm rất giòn, góp thêm vị ngọt cho nồi cháo. Gỏi gà thấm vị chua ngọt đậm đà, một chút mặn nhẹ, cay của ớt, mùi thơm của hành phi, hành tây thì giòn tan. Chấm thêm nước chấm chua ngọt nữa ngon lắm luôn. Đối với mình, món gỏi lúc nào cũng hấp dẫn, ăn không hề bị ngán đâu nha. Thịt gà chấm muối tiêu chanh ăn kèm với vài cọng rau răm thơm thơm, hợp lắm luôn. Hoặc các bạn có thể xé phai bóp với rau răm chấm muối tiêu muối ớt đều ngon nha. Cháo gà có nhiều cách ăn, tùy sở thích các bạn nhé. Cháo gà rất dễ nấu và dễ ăn nữa phải không nè. Chúc các bạn vui vẻ cùng gia đình bên cạnh nồi cháo nóng hổi vào dịp cuối tuần nha. Xem xong cho mình một like, nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com với dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.